Sách thứ nhất của Samuel, chương 1 Xưa tại Ramathayim Sophim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Enkana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chít của Sufer người Ephraim. Enkana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina Phenina có con còn Anne không có. Mỗi năm, Enkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dân của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli là Hopni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Enkana dân tế lễ thì chia cổ lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy còn Fenina cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Encana chồng nàng nói rằng, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. anh e lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng, Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dân nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và giao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Và anh nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi không có ai nghe tiếng nàng. Nên Heli tưởng nàng sai, bèn hỏi rằng, Chừng nào nàng mới hết sai, hãy đi giả rượu đi. Anh thưa rằng, Chẳng phải vậy, Chúa. Tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống sai. Nhưng tôi giải bài lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi, bắt tôi phải nói đến bây giờ. Heli bèn tiếp rằng, hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng, nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn, người nữ lui ra, ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Enkana ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai. Đặt tên là Samuel mà nói rằng, Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Enkana, chồng nàng và cả nhà người đi lên nặng dân cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng, anh không đi lên vì nói cùng chồng rằng, Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Enkana, chồng nàng, đáp rằng, hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chính nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy, nàng ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại silo cùng đem theo ba con bò đực, một e-pha bột mì và một bầu rượu đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Hê Ly. Nàng bèn nói cùng người rằng, Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ xin mạng ông mà thề rằng, tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn, mẹ con đều thờ lại tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 2 Bây giờ anh e cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi vì sự chứng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sắc xược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều. Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ giọng sĩ đã gãy, còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực, kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn và người xưa đói đã được no nê. người đàn bà vốn son sẻ sinh sản bảy lần, còn người có nhiều con ra yếu mọn. Đức Giê-hô-va khiến cho chết cho sống, ngài đem người xuống mồ mả rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đóng phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế gian ở trên đó. Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tâm tối. Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó. Ngài sẽ đoán xét bốn phương của đất, ban thế lực cho vua Ngài và làm cho quyền năng đấng chịu sức dầu của Ngài ra lớn. Enkana trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Heli, thầy tế lễ. Hai con trai của Heli là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đã dân sự như vậy. Phạm khi có ai dân của lễ, thì tôi tới thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Shiloh. Lại trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng, hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng, người ta sẽ sông mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói, không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dân cho Đức Giê-hô-va. Còn Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng, đặng dân của lễ hàng năm. Heli chúc phước cho Enkana và vợ người rằng, Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đói xem Anne, nàng thọ thai và sinh ba con trai và hai con gái. Còn gã trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Và Heli tuổi đã rất cao, được hai mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nói rằng, sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy hỡi con. Điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành. Bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Còn gã trai trẻ Samuel cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Heli mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai hầu việc nhà Pharaon sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, sông hương và mang ephod trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên vì sao các ngươi dài đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi. Đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va dán cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng. Các kẻ nhà ngươi sinh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phinea sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi. Cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Đoạn ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín. Người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đi đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh và sẽ nói rằng, xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ để tôi được một miếng bánh ăn. Chương 3 Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt hê -li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Và bây giờ hê khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ, Đức Giê-hô-va gọi Samuel, người thưa rằng, có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Heli mà rằng, có tôi đây vì ông có kêu tôi. Heli đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng, hỡi Samuel. Samuel chổi dậy đi đến cùng Heli mà rằng có tôi đi vì ông đã kêu tôi người đáp, hỡi con, ta không có kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Samuel lần thứ ba, người chỗ dậy đi đến gần Heli mà rằng, có tôi đi vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Heli hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng, hãy đi ngủ đi. Và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Vậy, Samuel đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: này ta sẽ làm ra trong Israel một sự phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời vì người đã biết tánh nếp quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, Ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Heli. Nhưng Heli gọi Samuel mà rằng: "Samuel hỡi con, người thưa, có tôi đây." Heli nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thí chi, trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng, ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến BESC3, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Silo, vì ấy tại Silo mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Chương 4. Lời của Samuel được rao truyền cho cả Israel Israel ra trận đón những người Philippines và đóng trại gần Eben Ese, còn người Philippines đóng trại tại Afet. Dân Philippines dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Philippines đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng, Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philippines đánh bại chúng ta? chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Silo. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta. Nó ác sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Silo. Từ đó, đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các Cherubim. Hai con trai của Heli là Hopni và Phinea đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn đến đổi đất phải rúng động. Khi dân Philippines nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng, tiếng reo mừng lớn trong trại quân heber kia có nghĩa chi? Thì có người thuộc cho chúng hay rằng, hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philippines bèn sợ vì nói rằng, Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân, rồi la rằng, khốn nạn cho chúng ta thay. Khi trước, chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng giường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Egypto đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philippines, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu. kéo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hebrew như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? khá nên mặc trượng phu và chiến đấu đi. Vậy, dân Philippines chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. Ba vạn lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy. Còn hai con trai Heli là Hopni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc đến tại Silo nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Heli đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách ái nái, vì lòng Heli run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Heli nghe tiếng la này thì nói, sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Heli vả Heli đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Heli rằng, Tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Heli hỏi rằng, hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng, Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philippines, dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông là Hophni và Phinea đã chết và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan sát cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phinena đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng, chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Icabod, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp, Thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Chương 5 Dân Philippines lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Ebenezer tới Ách Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Dagon để ở bên Dagon. Sáng ngày sau, Dân ách đốt dậy sớm, thấy Đa-gôn nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm. Đa-gôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa. Chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ý cho đến ngày nay, những thầy cả của Đa-gôn và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự ách đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bệnh trĩ lậu hành hại ách đốt và địa phận nó. Dân ách đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng, hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta, vì tay Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa-gôn là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà hỏi rằng, chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp, phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến gác. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi, thì tay Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ, chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm đến, dân Ekron kêu la rằng, Người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta, đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta, chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng Hãy khiên hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi để nó trở về nơi cũ và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tay Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời chương 6 Hòm của Đức Giê-hô-va ở bảy tháng trong xứ dân Philippines Đoạn dân Philippines gọi những thầy cả và thuộc sĩ mà hỏi rằng Chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp Nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về thì chớ gửi đi không nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi rồi các ngươi sẽ được chữa lành và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi, của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng, năm cái hình trĩ lậu bằng vàng và năm con chuột bằng vàng theo số quan trưởng của dân Philippines vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và xứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Egypto và Pharaon đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Egypto, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hè, hãy đóng một cái xe mới và bắt hai con bò cái còn cho bú chưa mang ách thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bết-xê-mết, thì ác là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi. Người Philippines đều làm như vậy, bắt hai con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe, luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng và hình trí lậu Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bê-xê-mết, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Philippines đi theo nó cho đến bờ cõi Bê-xê-mết. Bây giờ dân Bê-xê-mết đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Josue tại Bê-xê-mết và dừng lại đó nơi ấy có một hòn đá lớn. Người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng hai bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi cất hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người bê xê mết dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. Năm quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó thì nội ngày, trở về Ekron. Này là số hình trí lậu bằng vàng mà dân Philippines dân trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội. Một cái của Ách Đốt, một cái của Gaza, một cái của Ách kê -lôn, một cái của Gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dân trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành Philippines thuộc về năm quan trưởng, hoặc thành kiên cố hay là làng nhà quê hòn đá lớn ấy là nơi người ta để hòm của Đức Giê-hô-va. Nó ở tại trong ruộng của giô suê người bê xê mết làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va hành hại dân bê xê mết vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tan vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bây giờ dân bê xê mết nói, Ai có thể đứng nổi trước mặt Jehovah là Đức Chúa Trời Chí Thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dân Kyriak-ye-arim mà nói rằng, Dân Philippines đã đem hòm của Đức Jehovah về. Hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Chương 7 Người Kyriak-ye-arim đến thỉnh hòm của Đức Jehovah đem vào nhà Abinadab ở trên gò nổng rồi biệt riêng ra Eleasa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriath jearim lâu ngày. Đến đổi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng, nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khác cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tạc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ác sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và ác tạc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói, hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít Ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi chúng hội hiệp tại Mít Ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng, chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít Ba. Khi dân Philippines đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít Ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân israel run sợ trước mặt dân philippines nói cùng samuel rằng xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu jehovah Đức chúa trời chúng tôi để ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân philippines samuel bắt một chiên con còn bú dân nó làm của lễ thiêu cho đức jehovah đoạn người vì israel cầu khẩn đức jehovah đức jehovah bèn nhậm lời trong lúc samuel dâng của lễ thiêu dân Philippines đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philippines làm cho thua vỡ chạy và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít ra, đuổi theo dân Philippines và đánh chúng nó cho đến dưới bếp cạc. Bây giờ, Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít và Sen, đặt tên là Eben-Ese vì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philippines bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philippines. Các thành mà dân Philippines đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gác đều được trả lại cho Israel và Israel giải thoát địa hạt các thành ấy khỏi tay dân Philippines bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm, người tuần hành khắp Bê Tên, Ginh Ganh và Mít mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn, người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Chương 8 khi Samuel đã già thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joen, con thứ là Abia. Hai người đoán xét tại Be-se-ba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: "Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi." Các lời chúng nói rằng: "Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel." Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi, y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, xong trước quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin ngài một vua mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng năm mươi người, hoặc bắt chúng nó cày ruộng người, gạt mua màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tớ người. Người sẽ đánh thuế một phần mười về ngũ cốc và vườn nho các ngươi, mà phân phát cho những quan hoạn và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạn của các ngươi, đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế một phần mười về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ, các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn. Nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Samuel mà rằng, Không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe mọi lời của dân sự bàn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Samuel rằng, Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ, Samuel bèn nói cùng các người Israel rằng, Các ngươi, ai nấy, hãy trở về thành mình. Chương 9 Bây giờ, có một người Benjamin tên là Kít, con trai Abien, cháu Sero, chắc Becorat, chít Afiat là con trai của một người Benjamin. Kích, vốn một người dõng sĩ, có một con trai tên là lơ còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người. Người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sao Lơ bị lạc. Kích nói cùng Sao Lơ con trai mình rằng, hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Shalisha mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, xứ Benjamin, xong cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Sao Lơ nói cùng tôi tớ theo mình rằng, này chúng ta hãy trở về kẻo cha ta đã đành mất lừa lại lo cho chúng ta chăng kẻ tôi tớ đáp cùng sao lơ rằng hãy nghe trong thành này có một người của đức chúa trời là người rất tôn trọng mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai vậy chúng ta hãy đi đến đó có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo sao lơ nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng phải chúng ta hãy đi đó nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người các bao chúng ta đều hết lương thực và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của đức chúa trời chúng ta còn chi kẻ tôi tớ tiếp rằng tôi có trong mình một phần tư siết lơ bạc tôi sẽ dâng bạc đó cho người của đức chúa trời rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta thuở xưa Trong Israel Hãy người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời Thì thường nói rằng Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến Vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri Ngày xưa Gọi là người tiên kiến Sao lơ Nói cùng kẻ tôi tớ rằng Người nói phải Chúng ta hãy đi Hai người bèn đi đến thành người của đức chúa trời ở khi hai người đi lên đường dốc về thành thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước bèn hỏi rằng đấng tiên kiến có đây chăng các con gái trẻ đáp rằng có kìa người ở đằng trước mặt ông nhưng hãy mau đi vì ngày nay người đến thành bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao khi vào thành hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ bá tánh không ăn trước khi người đến vì người phải chúc phước cho của lễ xong rồi các người dự tiệc mới ăn vậy hãy đi lên nội ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người hai người đi lên thành khi vừa vào thành bèn gặp samuel đi ra đặng lên nơi cao vả ngày trước khi sao lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Samuel mà rằng, Ngày mai, tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philippines, vì ta đã đói xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta. Khi Samuel thấy sao lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, kìa là người mà ta đã bảo ngươi ấy người sẽ quản trị dân ta sao lơ đến gần samuel tại cửa thành mà nói cùng người rằng xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến samuel đáp cùng sao lơ rằng ta là đấng tiên kiến đây hãy đi trước ta lên nơi cao ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi đoạn để ngươi đi còn những lừa cái mà ngươi đã mất ba ngày nay chớ lo lắng về chúng nó vì đã kiếm được rồi vả lại mọi vật quý trọng hơn hết trong israel đã dành cho ai há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao sao lơ đáp tôi chỉ là một người benjamin là một chi phái nhỏ hơn hết trong israel Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy? Samuel dẫn Sao Lơ và kẻ tôi tới người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong các người dự tiệc, số chừng ba mươi người. Bây giờ, Samuel nói cùng đầu bếp rằng, hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi và ta đã dặn để riêng ra. Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh đem dọn cho sao lơ. Samuel tiếp rằng, Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi. Hãy ăn đi. Từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này. Vậy trong ngày đó, sao lơ ăn bữa cùng Samuel. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao, vào trong thành, còn Samuel trò chuyện cùng Sao Lơ trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Samuel gọi Sao Lơ trên mái nhà mà nói rằng, Hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Sao Lơ đứng dậy, rồi Samuel và Sao Lơ cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Samuel nói cùng Sao Lơ rằng, Hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng, bây giờ hãy dừng lại để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. Chương 10 Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu sao lơ, hôn người mà nói rằng, Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đã ngươi làm vua của cơ nghiệp ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, Ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Rachel trên bờ cõi xứ Benjamin, tại Setsha. Họ sẽ nói với ngươi rằng, những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi. Tự hỏi rằng, phải lo liệu sao về con trai ta? Từ đó, ngươi sẽ đi tới, đến cây giải bộp Thabo. Ngươi sẽ gặp ba người đi lên Bê Tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời một người chở ba con dê đực một người đem ba ổ bánh và người thứ ba đem một bầu da rượu chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng kế sau ngươi sẽ đến gibea elohim là nơi có một cái đồn của dân philippines khi đã vào thành ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống có đờn sắt trống cơm ống sáo và đừng cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng. Rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn, hãy đi xuống trước ta đến Ginh Ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dân của lễ thiêu và của lễ thù ân ngươi sẽ đợi bảy ngày cho đến chừng ta tới. Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Sao lơ vừa xây lưng lìa khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bằng đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Sao lơ đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng khi những kẻ vốn quen biết sao lơ trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng con trai của kích đã xảy ra làm sao sao lơ cũng vào số các tiên tri ư có người ở gibea đáp rằng mà cha họ là ai bởi đó có câu ngạn ngữ rằng sao lơ hát cũng vào số các tiên tri ư khi sao lơ thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Sao Lơ hỏi người và kẻ tôi tớ rằng, hai người đi đâu? Sao Lơ thưa rằng, đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Sao Lơ tiếp rằng, xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai người. Sao Lơ thưa cùng chú mình rằng, người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng, lừa cái đã tìm được rồi nhưng Sao Lơ không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít Ba, rồi nói cùng dân Israel rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Ta đã đem Israel ra khỏi Egypto. Ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Egypto và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay, các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng, xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, từ chi phái và từ hàng ngàn người. Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng, rồi họ Mark Ri được chỉ định. Đoạn sau lơ, con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm sao lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng, còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp, kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó, Sao lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Samuel nói cùng cả dân sự rằng: Các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: Nguyện vua vạn tuế. Samuel tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Samuel cho cả dân sự ai về nhà nấy. Sao lơ cũng về nhà mình tại ghi -a. Có những người giống sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng, đều đi theo người. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng sao lơ giả đò không nghe chương 11. Nahat, người Amôn đi ra đến vây Gia Bê trong Gala Ác. Cả dân Gia Bê nói cùng na Nahat rằng, hãy lập ước cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự ông. na Nahat, người Amôn đáp rằng, ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này. Phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel. Các trưởng lão Gia Bê nói cùng người rằng, xin hãy cho chúng tôi bảy ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu. Vậy, những sứ giả đến Gibea thành của Sao Lơ thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy, Sao Lơ ở ruộng trở về, đi sau bò mình. Người hỏi rằng, cớ chi dân sự khóc như vậy? người ta thuật lại lời các người gia bê đã nói. Vừa nghe tin này, sa lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này. Phàm ai không ra theo sa lơ và sa thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va dán trên dân sự nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sau lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Juda. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng, hãy nói cùng người Gia Be trong Gala Ác, đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu. Những sứ giả đi về thuộc lại các lời này cho dân Gia Be dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người Amôn rằng, Ngày mai, chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi. Các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải. Nhưng sáng ngày mai, sau lời chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Amôn vừa lúc canh năm và đánh dân Amôn cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tán lạc, đến đổi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Samuel rằng, Ai đã nói sao lơ há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi. Nhưng sao lơ đáp, chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Samuel nói cùng dân sự rằng, chúng ta hãy đi đến Ginh Ganh đặng lập nước lại. Cả dân sự đều đi đến Ginh Ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập sao lơ làm vua. Tại đó chúng dân của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn sao lơ và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Chương 12 Bây giờ Samuel nói cùng cả Israel rằng Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rài, vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đi, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng, bắt lừa ai chăng, ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng? ta có nhận của hối lộ nơi tay ai, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng, ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng, Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp, nguyện Ngài làm chứng cho. Samuel nói cùng dân sự rằng, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập môi xe và A-rôn, đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ ai Vậy bây giờ, hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ ai tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai mô và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ ai và lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho si tổng binh của hát so cho dân Philippines và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạc tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai giê ru ba anh Bê-đan, Giê-thê và Sa-mô-en. Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Song thấy na hết vua dân Amôn đến đánh các ngươi, các ngươi nói cùng ta rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi. Mà thật, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Bây giờ, kia vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin. Đức Jehovah đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Jehovah, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài. Nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thì chắc các ngươi sẽ được may mắn còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ác sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Vậy bây giờ, hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các ngươi. Ngày nay, há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va bởi vì đã xin một vua. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm. Hết thảy đều nói cùng Samuel rằng: Xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Samuel đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi. Thật, các ngươi có làm mọi điều ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài, vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là giường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong. Chương 13 Khi Sao Lơ lên ngôi vua, thì đã được 40 tuổi. Người đã cai trị trên Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, 2.000 người đang ở cùng mình tại Mít Ma và trên núi Bê Tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại, người cho về ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn Philippines ở tại Geba. Dân Philippines hay điều đó. Sauler hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng dân Hebrew khá nghe biết. Vậy, cả Israel đều hay rằng Sauler đã đánh đồn Philippines và Israel bị dân Philippines ghen ghét. Bây giờ, dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sauler tại Ginh Ganh. Khi ấy, dân Philippines hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có ba vạn cổ xe, sáu ngàn lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy, chúng nó đi lên, đóng trại tại Mitma về hướng đông của Beth Aven. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố mấy người Hebrew sang qua sông Jordan đến xứ Gác và Galaad. Song Sa-lơ còn ở lại tại Ginh Ganh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sa-lơ đợi bảy ngày là kỳ của Samuel đã định. Song vì Samuel không đến Ginh Ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sa-lơ nói. Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa, Samuel bèn đến. Saul đi ra, đón đặng chào người. Nhưng Samuel hỏi, người đã làm chi? Saul đáp rằng, khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định và dân Philippines đã hiệp lại tại Midma, thì tôi nói rằng, dân Philippines chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh Ganh và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Samuel nói cùng Sao Lơ rằng, Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ác đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel đứng dậy, đi từ Ginh Ganh đến Gibea trong xứ Benjamin, rồi sao lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sao lơ và Jonathan, con trai người cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea trong xứ Benjamin, còn dân Philippines hạ trại tại Mitma. Từ trong dinh Philippines, có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm ba đội. Đội này theo con đường Opra đi về xứ Su Anh, đội kia noi con đường Bết Horon, còn đội thứ ba theo con đường Ranh nằm trên trũng Sheboim về hướng Đồng Vắng. Và trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philippines đã nói rằng hãy cấm người heberer rèn gươm và giáo hết thảy israel ai nấy đều đi xuống nơi philippines đặng mướn rèn lưỡi cài cuốc rìu và lưỡi hái mình lại khi nào lưỡi cài cuốc chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại nên trong ngày tranh chiến chẳng có gươm cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo sauler và jonathan chỉ có cho Sao Lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philippines kéo ra đặng đón đèo Mít Ma. Chương 14 Một ngày kia, Jonathan, con trai của Sao Lơ nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình mà rằng Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philippines đóng ở phía bên kia. Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bây giờ, Saul ở tại đầu ranh Gibea dưới cây liệu của Migron, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahia, con trai Ahitub, anh của Isabot, con trai Phinea, cháu Heli, mặc áo Ephod làm thầy tế lễ tại Silo. Dân sự không biết Jonathan đi. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philippines, có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là bốt xếp, còn cái kia gọi là xê -nê. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc, đối ngang mít ma, còn cái kia ở tại phía nam, đối ngang ghê ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả, Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy. Kẻ vác binh khí của người thưa rằng, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó. Jonathan tiếp, Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta. Điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta. Vậy, hai người đều đi lên đồn Philippines. Dân Philippines nói, kìa, những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng, hãy đi đến chúng ta, chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người. Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel. Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philippines ngã trước mặt Jonathan và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philippines. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy. Lính canh của Sao Lơ ở tại Gibea trong xứ benjamin đều thấy quân chúng philippines tản lạc và chạy trốn lộn xộn Bây giờ sauler nói với quân lính ở cùng mình rằng hãy kiểm điểm xem ai là những người đã bỏ hàng ngũ chúng ta chúng kiểm điểm thấy thiếu jonathan và kẻ vác binh khí người sauler nói cùng ahija rằng hãy đem hòm của đức chúa trời đến gần vì trong ngày đó hòm của đức chúa trời ở cùng dân israel nhưng trong khi sao lơ nói với thầy tế lễ thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân philippines sao lơ nói cùng thầy tế lễ rằng hãy rút tay ngươi lại đoạn sao lơ và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại đi tới chốn chiến trường kìa thấy người philippines rút gươm giết lẫn nhau hỗn loạn cực điểm những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philippines và theo họ trong trại quân, nay lại trở lòng hiệp với dân Israel vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người Israel đang ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philippines chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc. Đức Giê-hô-va giải cứu Israel trong ngày đó. Cơn giặc tràn đến Beth Aven. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Saul có thề cùng dân sự rằng, đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta. Vì vậy, cả dân sự đều cử không ăn vật thực gì hết. Xong, chúng dân đã đến trong một cái rừng có mật ong trên mặt đất. Bây giờ, dân sự đi vào trong rừng, thấy mật này chảy chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên dơ đầu gậy mình cầm nơi tay, chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng, thì mắt người sáng ra. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng, cha ông có thề cùng dân chúng rằng, đáng rủa xả người nào ăn vật thực gì trong ngày nay. Vả dân sự đều bị mệt đuối Jonathan đáp rằng, Cha ta làm rối cho xứ. Hãy xem mắt ta đã sáng giường nào vì cớ nếm chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philippines đã lớn hơn biết bao. Vậy, ngày đó, dân Israel đánh bại dân Philippines từ Mitma cho đến Ayalon. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của cướp bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. Có người đến nói cùng Sao Lơ rằng, kìa, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Người đáp, ấy là một sự lỗi đạo. Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta. Lại tiếp rằng, hãy đi khắp cơ binh rao rằng, mỗi người phải dẫn đến ta chiên và bò mình, và giết đi tại đây, rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy, các người không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Thế thì, trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay và giết nó trên hòn đá. Sau lơ bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ấy là bàn thờ thứ nhất mà người lập cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Sao lơ nói, chúng ta hãy đi xuống đuổi theo dân philippines trong khi ban đêm cướp phá chúng nó cho đến sáng sớm và chớ để sống một ai chúng thưa rằng hãy làm mọi điều vua lấy làm phải thầy tế lễ bèn nói chúng ta hãy đến gần đức chúa trời sao lơ cầu vấn đức chúa trời rằng tôi phải nên xuống đuổi theo dân philippines chăng ngài sẽ phó chúng nó vào tay israel chăng song lần này đức chúa trời chẳng đáp lại lời gì hết Đoạn, Sao Lơ bảo rằng, hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây, xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao? Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giả cứu Israel mà thề rằng, kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan con trai ta, cũng phải chết đi. Trong cả dân sự, chẳng có ai đáp lời người. Người bèn nói cùng cả Israel rằng, các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Saul lơ thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Sao lơ bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Sao lơ nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan, con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Sauler nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng, tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Sauler nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Sauler rằng, Ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng giường kia phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Đoạn sau Lơ trở về, chẳng đuổi theo dân Philippines nữa và dân philippines đều trở về trong xứ mình sau khi sao lơ đã cầm quyền nước israel thì người giao chiến cùng kẻ thù nghịch mình tứ phía tức cùng moab amon edom các vua soba và cùng dân philippines hễ người cử binh đến đâu thì báo thù được đến đó người tụ tập quân lính đánh dân amalek và giải cứu israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ các con trai của Sao Lơ là Jonathan, Yishevi và Mankishua. Người cũng có hai con gái, lớn tên là Merab, nhỏ tên là Mikan. Vợ của Sao Lơ tên là Ahinoam, con gái của Ahimat. Tổng binh của đạo binh người là Abne, con trai của Nerer, chú của Sao Lơ. Kích, cha của Sao Lơ và Nerer, cha của Abne, là con trai của Abien. Trọn đời Sao Lơ có sự tranh chiến dữ dội cùng dân Philippines. Hễ khi Sao Lơ thấy người mạnh mẽ và bạo dạn, thì chiêu mộ người theo mình. Chương 15 Samuel nói cùng Sao Lơ rằng Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy, hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, Lạc đà và lừa. Vậy, Sao Lơ nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Tê-la-im. Có hai trăm ngàn lính bộ và mười ngàn người juda Sao Lơ đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng, Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kéo tay diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy, dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Sao lơ đánh Amalek từ Havila cho đến sur đối ngang xứ Ai Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Sao và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy. Ta hối hận vì đã lập Sao-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Sao-lơ. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng, Sao-lơ đã đến Cạc-men, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Sao-lơ. Sao-lơ nói cùng người rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi người rằng, Vậy thì, tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Sa-lơ đáp rằng, Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng sao lơ rằng, Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. sao lơ đáp, xin nói. Samuel nói rằng, Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng, hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sao lơ đáp cùng Samuel rằng, Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt đặng dân cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh Ganh. Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sao lơ đáp cùng Samuel rằng, Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lĩnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nói cùng Sao Lơ rằng, Ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Samuel xây lưng đặng đi, Sao lơ nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. Samuel nói cùng người, ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi. Vả lại, đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn vì đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn. Sao lơ đáp rằng, tôi có tội. Xong, xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Vậy, Samuel trở lại theo Sao lơ và Sao lơ sắp thờ lại Đức Jehovah. Đoạn, Samuel nói, hãy dẫn Aga, vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bộ vui mừng vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Samuel nói cùng người rằng, hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thế ấy. Samuel bèn giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ginh Ganh. Đoạn, Samuel đi về Ramah, còn Sao Lơ trở về nhà mình tại Gibea của Sao Lơ. Samuel chẳng còn thấy Sao Lơ nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Sao Lơ. Còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sao Lơ làm vua của Israel. Chương 16 Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, Ngươi buồn rầu về việc Sao Lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Samuel thưa rằng, làm sao tôi đi đó được? Nếu sao lơ hay, thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng, tôi đến để dân của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Isa dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta, sức giàu kẻ ta chỉ cho ngươi. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối chạy đón người mà hỏi rằng, có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng bình an. Ta đến để dân của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn y sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab bèn thầm rằng, Quả hẳn, kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Isai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói, Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Isai biểu Sama đi ngang qua. Nhưng Samuel nói, Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Isai biểu bãi con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy. Thì Samuel nói cùng Isai rằng, Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn, Samuel nói cùng Isai rằng, Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng, Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói, hãy sai gọi nó. Chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy y sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu, sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Samuel đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi sao lơ. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Tôi tớ của sao lơ nói cùng người rằng, Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi, hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gãy đàn để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gãy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sao lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng, Vậy, hãy tìm cho ta một người gãy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng, Này, tôi đã thấy một con trai của Isai, người Bethlehem, nó gãy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan, và mặt mày tốt đẹp, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao lơ, sai sứ đến cùng Y-sai mà nói rằng, Hãy gửi cho ta David, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên. Y-sai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David, con trai mình, gửi cho Sao lơ. David đến nơi Sao lơ, bèn ra mắt người. Sao lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng y sai rằng, ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao Lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao Lơ bèn được an ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người. Chương 17 Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh mình đang làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Sauler và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng trên núi phía này, còn Israel đứng trên núi phía kia. Trũng phân cách họ. Bây giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath, quê ở Gác, bề cao người sáu thước một gan. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vải cá nặng năm ngàn siết lơ và những ủng đồng. Sau lưng, treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cưỡi và mũi của cây lao này nặng 600 siết lơ kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ israel rằng cớ sao các ngươi ra bày trận ta há chẳng phải là người philippines còn các ngươi là tôi tớ của sao lơ sao hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta nếu khi đấu địch cùng ta hắn trỗi hơn và giết ta thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Người Philippines lại còn nói rằng, Phải, ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ Israel. Hãy khiến một người ra đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. Sao và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Và David là con trai của Isai, người Ephraim kia quê ở Bethlehem trong xứ Juda. Người có tám con trai. Trong đời sau lơ, Isai đã cao tuổi rồi. Ba con trai cả của Isai đã theo sau lơ nơi chiến trận. Tên ba con trai ấy là con cả Eliab, con thứ nhì Abinadab và con thứ ba Sama. David là con út. Khi ba anh người đã theo Sao Lơ, thì David lìa nơi Sao Lơ trở về Bethlehem đặng chăn chiên của cha mình. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Và Isai nói cùng David, con trai mình mà rằng, con hãy lấy một epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Sao Lơ và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai, sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra, đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philippines dàn trận, hai đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật. Đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm ba anh mình mạnh giỏi chăng. Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gác, từ hàng ngũ Philippines sơm tới. Và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói, các ngươi có thấy người đó sơm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong israel david hỏi những người ở gần mình rằng người ta sẽ đãi thể nào cho kẻ giết được người philippines này và cất sự sỉ nhục khỏi israel vì người philippines này kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của đức chúa trời hằng sống người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. Nhưng Eliab anh cả người nghe David nói như vậy nổi giận người mà nói rằng cớ sao mày đến đây mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Ta biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng Vậy tôi có làm chi đâu? ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Người gian xa anh mình lập hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. Có người nghe các lời David nói bèn thuật lại cho Sao Lơ hay. Sao Lơ đòi người đến. David thưa với Sao Lơ rằng, Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philippines kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn sao lơ đáp cùng david rằng ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người philippines kia vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ david tâu cùng sao lơ rằng khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy thì tôi đuổi theo đánh nó rứt con chiên khỏi miệng nó hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu. Vậy thì, người Philippines không chịu phép các bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói, Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistin kia. Sao lơ đáp rằng, hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Sao lơ lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái máu đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Sao lơ ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Sao lơ rằng, tôi không thế mang khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen. David bèn cổi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lửa dưới khe, năm cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philippines. Người Philippines cũng sơm tới, đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philippines xem David thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philippines nói cùng David rằng, Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta. Người Philippines bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng, Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philippines rằng, Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay, ban thay của đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng, Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng, Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sải khi người Philippines đứng dậy, sớm tới đón David. David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philippines. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá ném nó bằng trành trúng nơi trán người philippines cục đá lọt thấu trong trán goliath té úp mặt xuống đất như vậy david thắng được người philippines bằng cái trành ném đá và cục đá đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay đoạn david chạy lại xông vào mình người philippines lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ giết hắn và cắt đầu đi dân Philippines thấy cả lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ người Israel và Judah dấy lên hò hét đuổi theo dân Philippines cho đến cửa thành Gác và Ekron. Người Philippines bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gác và Ekron. Dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philippines rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philippines đem đến Jerusalem nhưng để binh khí Goliath tại trong trại mình. Sao lơ thấy David ra đón đánh người Philippines thì có hỏi quan tổng binh Abner rằng, Hỡi Abner, người trai trẻ đó là con trai của ai? Abner thưa rằng, ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết. Vua nói cùng người rằng, hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai. Khi David đã giết người Philippines trở về, thì Abner rước người dẫn đến trước mặt Sao Lơ. David đang sách thủ cấp của người Philippines nơi tay. Sao Lơ nói cùng người rằng, hỡi gã trai trẻ ngươi là con ai? David thưa rằng, tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem. Chương 18 David vừa tâu xong cùng Sao Lơ, thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng David. Đến đổi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình Từ ngày đó Sau lơ rước David về đền mình Không cho trở về nhà cha người nữa Jonathan khế hiệp cùng David Bởi vì yêu mến người như mạng sống mình Người cổi áo mình mặc Mà trao cho David luôn với áo sống khác Cho đến gươm, cung và đai của mình nữa David đi đánh giặc nhiều bất luận nơi nào sao lơ sai người đi thì đều được việc nên sao lơ đặt người làm đầu chiến sĩ người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của sao lơ khi david đã giết được người philippines trở về cùng đạo binh thì những người nữ của các thành israel đi ra đón sao lơ hát múa đánh trống cơm gõ nhịp và reo tiếng vui mừng những người múa đối đáp nhau rằng sao lơ giết hàng ngàn còn david giết hàng vạn sao lơ lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người người nói người ta cho david hàng vạn còn ta hàng ngàn chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi kể từ ngày ấy sao lơ thường ngó david cách giận ngày mai ác thần bởi đức chúa trời khiến nhập vào sao lơ người có cơn sốt khoảng trong đền mình thì David gãy đàn như những ngày khác. Sau lơ, cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng, ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Sauler lơ sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Sau lơ khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao lơ thấy người được may mắn giường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Sao lơ nói cùng David rằng Này, Merab, con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Và Sao Lơ nói thầm rằng, tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Philippines còn hơn. David thưa rằng, tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua? Và khi đến kỳ Merab, con gái của Sao Lơ phải gả cho David thì lại gả cho Adrien, người Mehola. Nhưng Canh, con gái của Sao Lơ, yêu mến David. Khi Sao Lơ hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng, ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn xa vào tay của dân Philippines. Vậy, Sao Lơ nói lần thứ nhì cùng David rằng, ngươi sẽ làm phò mã ta. Đoạn, Sa-lơ truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy nói kín cùng David rằng, Ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy, hãy làm phò mã của vua. Các tôi tớ của Sao Lơ nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng, làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện. Các tôi tớ của Sao Lơ thuộc lại cho vua câu trả lời của David. Sao Lơ nói cùng chúng rằng, Các ngươi hãy nói cùng David như vậy. Vua chẳng đòi xính lễ gì khác, chỉ đòi một trăm dương bì của người Philippines đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Và cái mưu của Sao Lơ là khiến cho David xa vào tay dân Philippines. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philippines. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy, sao lơ gã mi canh con gái mình cho người làm vợ? Sao lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi canh con gái của Sao Lơ, yêu mến David. Nhưng Sao Lơ càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philippines ra trận, thì David may mắn hơn các tôi tớ của Sao Lơ. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chương 19 Sao Lơ bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Saul, rất thương yêu David, cho người hay và nói rằng, Sao lơ cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận, ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra, đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn, và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy, Jonathan nói binh David cùng sa lơ cha mình mà rằng, Xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua, mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philippines kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó, nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Saul lắng tai nghe lời Jonathan nói bèn thề rằng ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người. Đoạn dẫn David đến gần Saul và David hầu việc Saul như trước. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philippines làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sao-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gãy đàn. Sao-lơ muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Sao-lơ găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Sao-lơ sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người để sáng ngày giết người đi song mi canh vợ david cho người hay và nói rằng nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết mi canh thòng david xuống nơi cửa sổ người trốn và thoát khỏi kế ấy mi canh lấy tượng theraphim mà để lên giường dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi khi Sao Lơ sai người đến bắt David thì nàng nói rằng, chàng đau. Sao Lơ là sai người đến thăm David, mà truyền chúng rằng, hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy, những kẻ sai đi đến đó, thấy tượng Theraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Sao Lơ nói với Mi Canh rằng, sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi. Mi Canh thưa cùng Sao Lơ rằng, Người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Vậy, David trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Samuel tại Rama, rồi thuộc cho người mọi điều Sao Lơ đã làm cho mình. Đoạn, người và Samuel đi ở tại Na Dốt. Có người thuộc lại điều đó cho Sao Lơ mà rằng, kìa, David ở tại Na Dốt trong Rama. Sao lơ, sai người để bắt David. Nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri và Samuel đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Sao lơ hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Sao lơ lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ, sao lơ thân hành đến rama tới nơi giếng chứa nước lớn của sê người hỏi rằng samuel và david ở đâu người ta thưa rằng hai người ở na trong rama vậy người đi đến na trong rama thần của đức chúa trời cảm động đến phiên người người cứ đi dọc đường nói tiên tri cho đến khi tới na trong rama người cũng lột áo mình nói tiên tri trước mặt Samuel rồi ở trần như vậy nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cơ ấy, có câu tục ngữ rằng sao lơ, há cũng vào hàng các tiên tri sao? Chương 20 David trốn khỏi Na Dốt trong Rama đến cùng Jonathan mà nói rằng Tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh? mà người toan hại mạng sống tôi jonathan đáp cùng người rằng chẳng phải thế anh không chết đâu cha tôi chẳng làm một sự gì bất luận lớn hay nhỏ mà chẳng nói trước với tôi vậy nhưng sao cha tôi giấu sự này với tôi điều đó chẳng thể được nhưng david lại thề nguyền mà rằng cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh nên có nói rằng chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan đáp cùng David rằng Hễ anh muốn tôi làm điều gì thì ta sẽ làm cho anh. David tiếp rằng Mai là ngày mùng một tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba nếu cha anh thấy tôi vắng mặt thì hãy nói cùng người rằng david có nài xin tôi cho nó đi về bethlehem quê hương nó vì đó cả nhà nó dân của lễ hàng năm nếu người đáp tốt thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên còn nếu người nổi giận thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao, anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh dễ nào tôi chẳng cho anh hay david đáp cùng jonathan rằng nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh thì ai sẽ cho tôi hay jonathan đáp cùng david rằng hè chúng ta hãy ra ngoài đồng cả hai đều đi ra ngoài đồng jonathan nói cùng david rằng Yehova, Đức Chúa trời của Israel làm chứng. Ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dõi ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyễn đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. Jonathan tiếp rằng, mai là ngày mùng một. Sự vắng mặt anh, người ta ắt sẽ thấy vì chỗ anh sẽ trống. Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ở ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe. Tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi và bảo nó rằng, hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa, các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy đi. Bây giờ anh hãy đến. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Nhưng, nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng, kìa, các mũi tên ở bên kia mày. Bây giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng một, vua ngồi bàn đặng ăn bữa. Người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Jonathan đứng dậy và áp ngồi bên sao lơ còn chỗ của david thì bỏ không ngày đó sao lơ chẳng nói chi hết vì tưởng rằng có sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi chắc hẳn hắn không sạch đã phải sự gì ô uế rồi Xong ngày sau là ngày mồng hai chỗ của david lại bỏ không nữa sao lơ nói cùng jonathan con trai mình rằng cớ sao con trai của isai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay jonathan thưa cùng sao lơ rằng david có nài xin phép tôi đi đến bethlehem mà rằng xin để tôi đi vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt người xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bạn Bây giờ Sao Lơ nổi giận cùng Jonathan mà rằng, Ở con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hệ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó dẫn nó về cho ta vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng sao lơ cha mình rằng, Cứ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Sao lơ phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn chỗ dậy khỏi bàn, tức giận lắm. Và trong ngày mùng 2, chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người qua ngày sau jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng david có một đứa tôi tớ trẻ theo người người nói cùng nó rằng hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn kẻ tôi tớ chạy jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên jonathan đã bắn thì jonathan la lên rằng tên há chẳng ở bên kia mày sao Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lựa mũi tên, rồi trở lại cùng chủ mình. Và tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David chổi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lại ba lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng: "Anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời." Vậy, David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Chương 21 David đến Nóp, gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng, Nhưng sao, ông có một mình, chẳng ai theo hết vậy. David đáp cùng thầy tế lễ Ahimelech rằng, Vua có sai tôi một việc và dặn rằng, Chứa cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hòa hẹn. Bây giờ thầy có chi trong tay? Hãy trao cho ta năm ổ bánh hay là vật gì thầy có thể tìm được. Thầy tế lễ đáp cùng đã viết rằng, Trong tay ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ ông không có đến gần đàn bà. David Đáp cùng thầy tế lễ rằng: Từ khi ta đi ra vài ba ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch. Còn nếu công việc tôi không thánh, thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh nó mà được thánh sao? Vậy, thầy tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần thiết mà người ta đã cất khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng thế bánh mới cùng trong một lúc ấy cũng trong ngày ấy, có một tôi tớ của Sao Lơ ở đó bị cầm lại tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Người tên là Đô-e, dân Edom, làm đầu các kẻ chăn chiên của Sao Lơ. David nói cùng Ahimelech rằng, Dưới tay thầy đây, há chẳng có một cây giáo hay là một cây gươm sao? Ta không có đem theo gươm hay là binh khí gì vì lệnh vua lấy làm gấp rút. Thầy tế lễ đáp rằng, đây có cây gươm của Goliath, người Philippines mà ông đã giết trong trụng Ela. Nó bọc trong một miếng nỉ để sau Ephod. Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi, vì ở đây chẳng có gươm nào khác. David đáp rằng, chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta. Bây giờ, David trỗi dậy, ngày đó trốn xa khỏi sao lơ mà đi đến cùng Akit, vua Gác các tôi tớ của Akit hỏi rằng, có phải đó là David vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng, sao lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này vào trong lòng mình và rất sợ Akit, vua gác. Người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ dại khờ giữa họ. Người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. Akit nói cùng tôi tớ mình rằng, Kìa, các ngươi thấy người đó điên cuồng. Cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta? Nơi ta há thiếu kẻ điên sao? Nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta, đặng nó bài sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. Chương 22 David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khổ, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Từ đó, David đi đến mít trong xứ Moab và người nói cùng vua Moab rằng Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy, David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Moab và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Nhưng Gác đấng tiên tri nói cùng David rằng Chớ ở trong đồn này, hãy đi đến xứ Juda. Vậy David đi và đến trong rừng Heret. Sa lơ hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ, Sao Lơ ở tại Gibea, ngồi dưới cây liễu sủ tơ trên nơi cao, tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu chực bên người. Sao Lơ nói cùng các tôi tớ chầu chực bên mình rằng, Hỡi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai sẽ ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi trông cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư. Vậy, cớ sao các ngươi hết thảy đồng mưu nghịch ta và cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai y sai nhưng sao chẳng ai thương xót ta cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta nghịch cùng ta lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay Bây giờ doe người edom làm đầu những đầy tớ của sao lơ thưa rằng tôi có thấy con trai y sai đi đến nóp vào nhà Ahimelech con trai Ahitub, người cầu vấn Đức Giê-hô-va cho hắn và có cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Goliath người Philippines. Vua sai đòi Ahimelech con trai Ahitub là thầy tế lễ, luôn cả nhà cha người, tức những thầy tế lễ ở tại Nóp. Chúng thảy đều đến cùng vua. Sa-lơ nói, hỡi con trai Ahitub hãy nghe. Người thưa rằng, Chúa ơi có tôi đây sao lơ tiếp rằng cớ sao ngươi đồng mưu cùng con trai isai mà nghịch cùng ta ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm cầu vấn đức chúa trời cho nó để nó giấy nghịch cùng ta lập mưu kế hại ta như nó đã làm ngày nay ahimelech thưa cùng vua rằng vậy trong vòng đầy tớ vua ai là người trung tín như david làm phò mã vua dự hội mật nghị của vua và được tôn quý hơn hết trong nhà vua có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn đức chúa trời cho người sao tôi quyết không làm như vậy xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó vua đáp hỡi ahimelech thật ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết vua bèn nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng Hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va vì chúng nó giúp đỡ David biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va cũng chẳng chịu đánh họ nữa. Vua bèn nói cùng Đô-e rằng, ngươi hãy lại gần đánh giết những thầy tế lễ. Đô-e, người ê e đôm lại gần, đánh những thầy tế lễ. Và trong ngày đó, hắn giết 85 người mặc ephod bằng vải gai. Sao lơ lại dùng gươm giết dân nóp thành của thầy tế lễ. Người nam và người nữ, con trẻ và con đương bú, bò, lừa và chiên, thảy đều bị gươm giết. Xong, một trong các con trai của Ahimelech, cháu của Ahitub, tên là Abitha, thoát khỏi và trốn đến cùng David. Abitha thuật lại cho David rằng Sao lơ đã giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. David đáp cùng Abitha rằng trong ngày ấy, ta hiểu rõ Doe người Edom có mặt tại đó, chắc sẽ học lại cho sao lơ. Ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị chết. Hãy ở cùng ta, chớ sợ chi. Kẻ nào tìm hại mạng sống ta, cũng tìm hại mạng sống ngươi. Ngươi ở cùng ta, thì sẽ được bảo toàn. Chương 23 Người ta đến nói cùng David rằng, Kìa, dân Philippines hãm đánh Kê-y-la, và cướp lấy các sân đạp lúa. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi có nên đi đánh người Philippines này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi đánh người Philippines và giải cứu kê i -la. Xong những người theo David nói rằng, chính tại đây, trong xứ Juda chúng ta sợ hãi thay phương chi đi đến kê i -la mà đánh quân lính Philippines. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa, Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, ta sẽ phó dân Philippines vào tay ngươi. Vậy, David đi cùng những kẻ theo mình đến Kê-i-la đánh dân Philippines, làm cho chúng phải thua lớn. Ấy, David giải cứu dân Kê-i-la là vậy. Và khi Abitha, con trai của Ahimelech đi trốn đến cùng David tại kê thì có đem theo cái e phó. Người ta cho Sao-lơ hay rằng, David đã vào trong Keila. Sao lơ nói, Đức Chúa Trời phó nó vào tay ta, bởi vì nó đã đi giam mình trong thành có cửa có then. Vậy, Sao lơ chiêu hết thảy quân lính đặng đi xuống Keila, vây phủ David và những kẻ theo người. Nhưng David biết rằng Sao lơ toan mưu hại mình, thì nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng, hãy đem Ephod đến. Đoạn người cầu rằng, lại Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Tôi tớ của Chúa có hay rằng Sao Lơ toan đi đến thành Keila đặng phá thành vì cớ tôi. Các quan trưởng Keila sẽ nộp tôi vào tay Sao Lơ chăng? Sao Lơ sẽ đi xuống y như lời tôi tớ Chúa đã nghe nói chăng? Lại Jehovah Đức Chúa Trời của Israel xin cho tôi tớ Chúa biết điều đó. Đức Jehovah đáp, Sao Lơ sẽ đi xuống. David lại hỏi rằng, các quan trưởng Keila sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay sao lơ chăng? Đức Giê-hô-va đáp, chúng nó sẽ nộp các ngươi. Bây giờ, David và những kẻ theo mình, ước chừng 600 người, đều đứng dậy đi ra khỏi Keila và rút ở nơi nào được thì ở. Sao lơ hay rằng David đã thoát khỏi Keila thì bỏ không kéo binh đi. David ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc tức là ở trên núi tại Đồng Vắng Xíp. Sao Lơ tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Sao Lơ. David thấy Sao Lơ đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong rừng của Đồng Vắng Xíp. Bây giờ Jonathan, con trai của Sao Lơ, đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng, Chớ sợ chi, vì tay của Sao Lơ cha tôi, sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Sao lơ cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Dân ship đi lên cùng Sao lơ tại Gibea mà nói rằng, David ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò Akila ở về phía nam của đồng vắng. Vậy hỡi vua hãy xuống, y theo lòng sở ước của vua. Chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua. Sau lơ đáp, Nguyễn Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Hãy đi, hỏi thăm cho chắc hơn nữa, đặng biết và xem xét chỗ hắn trú và ai đã thấy hắn ở đó, vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỷ. Vậy hãy xem xét, và biết mọi nơi hắn ẩn đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc thì ta sẽ đi cùng các ngươi nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân yuda vậy chúng trỗi dậy đi về ship trước sao lơ còn david và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng ma ôn tại araba về phía nam zhishimon sao lơ và những kẻ theo người đi tìm david david hay được điều đó bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng Ma Ôn. Sao lơ hay được, bèn đuổi theo David trong đồng vắng Ma Ôn. Sao lơ đi sườn núi bên này, còn David và bọn theo người đi sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Sao lơ. Nhưng lúc Sao lơ và các đầy tớ vây phủ David và bọn theo người đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Sao lơ mà nói rằng, hãy mau mau trở về vì dân Philippines đã xâm phạm xứ ta. Vậy, Saul thôi đuổi theo David đi đánh dân Philippines. Bởi cớ ấy, người ta gọi chỗ này là hòn đá phân rẽ. Chương 24 Đoạn, David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồn đi Khi Sao Lơ đuổi theo dân Philippines trở về rồi, có người đến nói cùng Sao Lơ rằng, Kìa, David ở trong đồng vắng Engedi. Sa-lơ bàn đem ba ngàn người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Sa-lơ đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá. Sa-lơ bèn vào đó đặng đi tiện. Và David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Sao Lơ. Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng, Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người. Vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình sao lơ. Sao lơ đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn, David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá gọi sao lơ mà nói rằng Hỡi vua chúa tôi, Sao lơ ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại. David nói cùng Sao lơ rằng: "Nhưng sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá, Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dòng thứ cho vua mà rằng ta không tra tay trên mình Chúa ta." vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha. Thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch. Tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét giữa cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chết. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét, binh vực cớ lý tôi và xử cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này, thì Sao Lơ đáp rằng, Hỏi David con ta, có phải tiếng con chăng? Sao Lơ cất tiếng lên khóc nói cùng David rằng, Con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay, con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Quả hẳn, ta biết rằng con sẽ làm vua và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Vậy bây giờ, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Sao Lơ. Sao Lơ bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Chương 25 Kế ấy, Samuel qua đời. Cả Israel nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. David bèn đứng dậy, đi xuống đồng vắng Pha-rang vả có một người ở ma ôn còn sản nghiệp nó thì ở cạc men người rất giàu có ba ngàn chiên và một ngàn dê người đang ở cạc men đặng hớt lông chiên mình người này tên là na banh và vợ là abiga in vợ thì thông minh tốt đẹp còn chồng thì cứng cỏi hung ác thuộc về dòng Caleb. david ở trong rừng hay rằng na banh hớt lông chiên bèn sai mười gã trai trẻ đi mà dặn rằng hãy đi lên cạc mên tìm Na Banh, nhưng danh ta chào người và nói rằng, Nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ, tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi, chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại cạc mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tới ông về điều đó. Chúng nó sẽ nói cùng ông vậy xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành hễ tay ông tìm thấy vật gì hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là david vậy các gã trai trẻ của david đi đến mà nhân danh david lặp lại cho na mọi lời ấy đoạn nín lặng nhưng na đáp cùng các tôi tớ david rằng ai là david ai là con trai của isai những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thai lẽ nào ta sẽ lấy bánh nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao những gã trai trẻ của david thối đường trở về đến nơi chúng nó thuật lại các lời ấy cho david nghe david bèn nói cùng các người theo mình rằng mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Naban rằng David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Naban ở gắt góng cùng họ. Xong, trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ, khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định dán tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người, chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Abigain vội vàng lấy 200 ổ bánh, hai bầu da rượu nho, năm con chiên được nấu chín, năm đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng, hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na Banh chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ. Thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Và David có nói rằng, Vậy, thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến đổi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na Banh, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng lạy chúa lỗi về tôi về tôi xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông xin hãy nghe các lời của con đòi ông xin chúa chớ kể đến người hung ác kia là na banh vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn tên hắn là na banh và nơi hắn có sự điên dại còn tôi là con đòi chúa chẳng có thấy những người chúa đã sai đến bây giờ Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề. Nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như na banh. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dân cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống. Còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng, Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Jehovah Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng nếu nàng không vội vàng đến đón ta thì đến sáng mai phàm vật gì thuộc về Na Banh sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Vậy David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng hãy trở lên nhà ngươi bình an hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Khi Abigail trở về cùng Nabanh thì Nabanh đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Nabanh có lòng vui vẻ và sai lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Nabanh đã giả sai rồi, vợ người thuộc lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh và người chết. Khi David hay Na-banh đã chết thì nói rằng, Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-banh và đã giữ tôi tới ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-banh đổ lại trên đầu hắn. Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc Minh mà nói rằng, David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn chỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng, Này con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abigail vụt đứng dậy, cởi lừa mình. Có năm con đòi đồng theo, mà đi với các sứ giả của David, đặng làm vợ người. David cũng có cưới Ahinoam ở Gitrein và cả hai đều làm vợ người. Và Sauler đã gả mi canh con gái mình và là vợ của David cho Phan Ti, con trai của la -ít, người Galim. Chương 26 Dân ship lại đến tìm Sauler tại Gibea mà nói rằng David há chẳng ẩn tại trên gò Hakila đối ngang đồng vắng sao? Sao lơ bèn chổi dậy kéo ba ngàn tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng xiếp đặng tìm David. Sao lơ đóng trại trên gò Akila đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng. Khi thấy sao lơ đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng sao lơ đã đến. Bây giờ, David chổi dậy, đi đến tận nơi sao lơ hạ trại người cũng thấy nơi ngủ của Sao Lơ và của Áp con trai Nê là quan tổng binh của người. Sao Lơ ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech người hetit và Abishai, con trai của Seruya, em của Joab rằng, Ai muốn đi cùng ta xuống dinh Sao Lơ? Abishai đáp, tôi sẽ đi xuống với ông. Vậy david và abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính thấy sao lơ đang ngủ nằm trong đồn cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường áp và quân lính nằm ở xung quanh người abishai nói cùng david rằng ngày nay đức chúa trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông xin cho phép tôi lấy giáo đâm người chỉ một cái mà cặm người xuống đất chẳng cần phải đâm lại nhưng David bảo Abishai rằng, đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Người tiếp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài. Ta xin ngươi chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sao Lơ, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thảy đều ngủ vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê dán trên chúng. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau người gọi quân lính với áp con trai nerơ mà nói rằng áp ngươi chẳng đáp lời sao áp đáp rằng ngươi là ai mà kêu la cùng vua david đáp cùng áp rằng nào ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao trong israel ai bằng ngươi vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ Chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Sao lơ nhận biết tiếng của David bèn nói rằng, Hỡi David, con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng, hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người tiếp, Cớ sao Chúa đuổi theo tôi tới Chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tới vua. Nếu Đức Giê-hô-va xui dục vua hại tôi, nguyện ngài nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì ngày nay, chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va và chúng nói rằng, hãy đi thờ tà thần. Ôi, nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va. Vì vua Israel đã kéo ra đặng tìm một con bò chét, nhưng người ta đuổi theo chim đa đa trong núi vậy. Bây giờ Sao Lơ nói, ta có phạm tội. Hỡi David, con ta hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng. David nói, này là cây giáo của vua. Hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay, Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay, tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn. Saul nói cùng David rằng, Hỡi David, con ta, nguyện con được phước. Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn David cứ đi lối mình, còn sau lơ, trở về nơi người. Chương 27 David nói thầm, nghĩ rằng, chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay lơ ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philippines, thì Saul sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy, David chổi dậy cùng 600 người theo mình sang qua đến Akit, con trai ma ốc, vua gác. David và những kẻ theo người ở cùng Akit tại gác. Mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo tức là Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban ở Cạc Men. Sau lơ hay rằng David trốn đến gác thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akit rằng, nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tớ vua ở trong đế đô với vua mà chi. Vậy, trong ngày đó, Akit ban xiết lát cho người. Bởi cơ ấy, xiết lát thuộc về vua Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David ngủ trong xứ dân Philippines là một năm bốn tháng. David và những kẻ theo người đi loán đến đất dân Gesurit, dân Giệt và dân Amalek là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Surer cho đến xứ Egypto. David phá hủy xứ này Chẳng để một người nam hay nữ còn sống. Cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống. Đoạn trở về cùng Akit. Akit hỏi, Ngày nay, ngươi đi xâm đoạt nơi nào? David đáp, Trong miền nam đất Juda, miền nam đất dân Geramelit và miền nam đất dân Kenit. David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về gác, vì nói rằng, e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Philippines thường hay làm như vậy. Cho nên Akit tin David mà rằng hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Israel là dân sự hắn nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Chương 28 Về lối này, dân Philippines hiệp các cơ binh là một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akit nói cùng David rằng, Ngươi phải biết rằng, ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cùng ta. David đáp cùng Akit rằng, Vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. Akit nói cùng David rằng, Thế thì, ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn. Và Samuel đã qua đời, cả Israel để tan cho người, và người ta chôn người tại Rama thành của người. Sauler đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy, dân Philippines nhóm hiệp đến đóng trại nơi Sunem, còn Sauler cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Ginboa. Nhưng khi Sauler thấy trại quân Philippines thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va song Đức Giê-hô-va không đáp lời hoặc bằng chim bao hoặc bằng urim hay là bởi các đấng tiên tri. Sau lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng tại Endor có một người đàn bà cầu vong. Sau lơ giả dạng mặc những áo khác đi đem theo hai người rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Sau lơ nói, xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi. Người đàn bà đáp rằng, ông biết rõ điều Saulơ lơ đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy, cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Sau lơ, chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bây giờ, người đàn bà nói, tôi phải cầu ai trước mặt ông? Sao lơ đáp, hãy cầu Samuel. Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la tiếng lớn nói cùng Sao lơ rằng, cớ sao ông gạt tôi, ông là Sao lơ. Vua đáp cùng người rằng, chớ sợ, nhưng ngươi thấy chi? Người đáp, tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên. Vua hỏi mặt mày ra sao? Người đáp, ấy là một ông già ở dưới lên, mặc một cái áo tơi. Sau lơ, hiểu là Samuel, bèn cúi đầu, sấp mình xuống đất và lại. Samuel hỏi Sauler lơ rằng, nhưng sao ngươi quấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Sau lơ đáp, tôi bị hoạn nạn lớn vì dân Philippines tranh chiến với tôi và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi hoặc bởi các đấng tiên tri hoặc bởi chim bao. Vậy tôi đã vời ông lên để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Samuel đáp, Nhưng sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phừng của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philippines. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philippines. Sau lơ, liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Samuel khiến người sợ hoảng. Và lại, người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bây giờ, người đàn bà đó đến gần sau lơ, thấy người bối rối bèn nói rằng, Này, con đòi vua đã vâng theo tiếng vua, tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Sao lơ từ chối mà rằng ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép nài quá đến đổi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn chổi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà ấy có một con bò con mập bàn lật đật giết nó, đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt sao lơ và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nội đêm đó. Chương 29 Dân Philippines nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại Afek, còn dân Israel đóng trại gần suối Githrean. Các quan trưởng dân Philippines và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn. Còn David và những kẻ theo người đi hậu tập với Akit. Bây giờ, các quan trưởng dân Philippines nói rằng, những người Hebrew đó là ai? Akit đáp rằng, ấy là David, tôi tớ của Sauler, vua Israel, ở với ta đã lâu ngày chài năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. Các quan trưởng Philippines nổi giận nói với Akit rằng, hãy đuổi người này trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta. E trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng? Vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình? Há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao? Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng, sau lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vậy, Akit gọi David mà nói rằng Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Ngươi vốn là một người ngay thẳng. Ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta. Vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philippines. David nói với Akit rằng, Tôi có làm điều gì, và từ khi tôi ở gần vua đến ngày nay, vua có tìm thấy điều chi nên của trách nơi tôi tớ vua, mà tôi không được đi đánh quân thù nghịch của chúa tôi là vua. Akit đáp với David rằng, Ta biết điều đó. Ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các quan trưởng Philippines có nói, hắn sẽ không lên đánh trận cùng chúng ta ấy vậy, ngươi và những đầy tớ của chủ ngươi đã đến cùng ngươi. Hãy dậy sớm. Phải, hãy dậy sớm và vừa khi trời sáng hãy đi đi. Vậy, David và các kẻ theo người dậy sớm để vừa sáng mai đi trở về trong xứ dân Philippines. Còn dân Philippines đi lên Gitreen. Chương 30 Khỏi ba ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Siết Lát, thì dân Amalek đã loán đến miền Nam cùng Siết Lát, xông vào Siết Lát và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc khóc, đến đổi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ David cũng bị dẫn tù, tức Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban tại Cạc Men. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng: "Ta xin thầy hãy đem ephod cho ta." Abitha đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng?" Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hãy khởi đuổi theo nó, quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt." Vậy, David ra đi cùng 600 người theo mình, đến Khe Beso những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người, vì 200 người kia đã dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Beso được. Bọn của David gặp một người Ai Cập trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại vì trong ba ngày ba đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng, Ngươi ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng, Tôi là một người Egypto tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã ba ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loán đến đất miền nam của dân Kerethit, địa phận Juda và đến đất phía nam Caleb, và chúng tôi đã đốt xiết lá. David hỏi, Ngươi khứng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng, ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Người Egypto dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ ăn uống và chơi giỡn vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philippines và trong xứ Judah. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cởi lạc đà chạy trốn, thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy. Người cũng bắt lại bò và chiên quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng này là của David bắt được. David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá theo người không nổi mà người đã để lại gần bên khe bê -xô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng. Nhưng hết thảy kẻ hung ác, kẻ côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta Chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi. Nhưng David đáp rằng: Hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy, ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Vậy, David trở về siết lát và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Judah, tức là bạn hữu người mà nói rằng, này là một lễ vật cho các ông, do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va. Người gửi cho những người ở Bê-tên, miền Nam, Giạc-thia, cho những người ở Aroe, Shipmoth, Ethemoa, cho những người ở Ra Canh và ở các thành của dân Yerach Melit, cho người ở các thành Kenit, cho người ở Họt Ma, Bọt A Sang, A Tác, Hebron, và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Chương 31 Bây giờ dân Philippines giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philippines và nhiều người trong bọn bị vít chết ngã xuống trên núi Ginboa. Dân Philippines hăng rượt theo Sauler cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Mankishua là các con trai của Sauler. Thế trận dữ dội cho Sauler, những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Sauler nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi kéo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm sau lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó khi kẻ vác binh khí của sau lơ thấy người chết bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người như vậy trong ngày đó sau lơ ba con trai người kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Jordan thấy đạo binh Israel chạy trốn. Sau lơ và ba con trai người đã chết thì bỏ các thành mình mà trốn đi. Nên nổi dân Philippines đến ở đó. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết. Thấy sau Lơ và ba con trai người nằm sải trên núi Ginboa. Chúng cắt đầu sau Lơ lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philippines trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Sao Lơ tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo sát người vào tường thành Bết Sang. Nhưng khi dân sự Gia Bê ở Gala Ác hay điều dân Philippines đã làm cho Sao Lơ, thì những người giỏng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm gỡ lấy xác của Sao Lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết Sang. Rồi họ trở về Gia Be, thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia Be và kiên ăn trong bảy ngày.